Hi, xin chào các em đã đến với kênh Ngôi Nhà Trẻ Thơ. Quà mùa Noel đã đến rồi. Hôm nay chị em chúng mình sẽ sử dụng những cái bong bóng để làm bộ váy và nón cho búp bê đi chơi Noel nha. Để làm bộ váy và nón Noel cho búp bê, các em sẽ sử dụng những chiếc bong bóng. Ở đây chị Loan có bong bóng màu đỏ, màu đen và màu trắng, kim chỉ và hạt bơm bơm, cuối cùng là kéo. Các em sẽ đo kích thước quả bong bóng lên trên người của búp bê. Sau khi đo xong, các em sẽ dùng kéo và cắt phần đầu của bong bóng đi. Phần đáy của bong bóng chị Loan sẽ cắt xéo ra các em để tạo thành một chiếc váy. Vậy là đã có một bộ váy bong bóng cho búp bê rồi. Rất là đơn giản phải không các em? Giờ thì chị Loan sẽ bận vào cho búp bê thôi. Là vừa luôn các em ơi, chị Loan sẽ chỉnh lại một chút xíu nữa thôi. Tiếp theo chị Loan sẽ sử dụng một cái bong bóng màu trắng để làm phần cổ áo. Chị Loan cũng sẽ cắt ra. Để chiếc váy được đẹp hơn, chị Loan sẽ sử dụng cái bong bóng màu đen để làm cái thắt lưng cho búp bê. Chị Loan đã làm xong một chiếc váy Noel cho búp bê rồi. Tiếp theo chị Loan sẽ sử dụng một cái bong bóng màu đỏ để làm phần nón. Hôm nay chị Loan đã hướng dẫn các em làm bộ váy Noel cho búp bê từ những chiếc bong bóng rất là đơn giản thôi. Các em có thể làm một chiếc váy như thế này cho búp bê nhân ngày Giáng sinh. Video của chị đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Các em hãy bấm thích và đăng ký kênh của chị nha. Bye bye các em.